Khi vào đại học, Dũng vào khoa công nghệ thông tin. Do ham chơi nên Dũng nợ môn liên tục, chơi với những phần tử xấu, bị lôi kéo rủ rê và từ đó tham gia hoạt động chính trị, chống phá chính quyền. Biểu hiện mới đây nhất, Dũng phi hổ tham gia tại hoạt động của tuần hành cây xanh và dư luận đặc biệt chú ý đến nhóm người tự xưng là Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện với quần áo và cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Hơn nữa, hắn ta còn tự lập ra cái đảng gọi là Đảng Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa do hắn làm chủ tịch lâm thời. Thật đáng nực cười. Từ một học sinh chăm ngoan học giỏi đi nhầm đường lạc lối, tháng 11 năm 2015, Dũng Phi Hổ bị khởi tố gây rối trật tự công cộng do ăn mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh Hà Nội. Hắn bị tuyên án 15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng sau đó được giảm còn 12 tháng tù vì có sự chuyển biến về nhận thức nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Điều đáng tức cười là theo bài viết bắt Dũng Phi Hổ công an Nghệ An bỏ của chạy lấy người, thì lực lượng công an vô cớ bắt cựu tù nhân lương tâm Dũng Phi Hổ, sau đấy bỏ lại xe và khóa cổng. Ấy vậy mà đồng bọn của chúng vẫn sâu xé và xuyên tạc luận điệu sai trái, dường như chúng đã có kế hoạch sẵn từ trước, chỉ chờ công an có hành động bắt Nguyễn Đức Dũng là chúng nhảy sổ vào cắn đi cùng, trong đó có Nguyễn Tường Thủy. Phải chăng Vũ Phi Hổ một tay sniper trong trò chơi chính trị trẻ con của bè lũ ăn không ngồi rồi đã bị đưa ra làm túc thí? Nguyễn Trường Thụy còn âu yếm gọi hắn là cựu tù nhân lương tâm. Thực tế ở Việt Nam thì đâu có cái kiểu tù nhân lương tâm, chỉ có vi phạm pháp luật chống đối chính quyền mà thôi. Phải chăng trong quá trình đi tù có nhận thức ăn năn hối cải, Nguyễn Tường Thụy còn cho rằng hắn ta là người có công với đất nước, với nhân dân mà nghe buồn nôn quá thể. Công trạng đâu ra chẳng thấy, chỉ thấy người ta lên án chống chính đối chính quyền, gây mất trật tự, sáng lập ra cái đảng Cộng Hòa rồi tự mình làm chủ tịch. Chúng ta đặt ra nghi vấn về sự không ổn định về nhận thức cũng như tâm thần của kẻ này. Rằng chúng ta cũng nghĩ rằng hắn ta đã từng là người có học thức, tuy nhiên sự tự mãn với bản thân, tự cho mình giỏi, nhưng giỏi ở đây chưa toàn diện đâu. Hiểu biết về chính trị còn non yếu, khiến cho bản thân lầm đường lạc lối, rơi vào bẫy của bọn phản động. Các bạn trẻ thân mến, cần cảnh giác, cảnh tỉnh trước những chiêu trò lừa gạt, cố gắng trau dồi bản thân mình để cống hiến cho quê hương đất nước một cách đúng nghĩa, chứ không phải như cựu tù nhân lương tâm Dũng Phi Hổ. Phải trái đúng sai, tất cả sẽ rõ. Đừng làm điều gì để lầm đường lạc lối, để đi tù. Lúc ấy có hối cũng không kịp. Chào các bạn.